chừng có rồng rồng nhí họ ổ gì đó nữa rồi đó. Này đâu dám để dịch vậy á, chết á. Ra nữa ta, rồng khôn dữ vậy. Đó, con cá nó dưới gì vậy ta? Nó cứ bẩn 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 bẩn. Hả? Ủa, sập nắng xuống rồi á. Ở chặn cái bài đó. Khùng quá, nó đi. Nó lộ im hết biết không? Trời nhỏ, trời ơi. Chơi cá bự cái gì ta? Ôi ôi, ở sao cá nhỏ? Hả? Dính rồi bạn, dính con cá nhỏ. Sao rút cái hết biết rồi ta? Trời ơi. Nhỏ các bạn ơi. 200-300 gram à. Khá ngon. Để mình câu tiếp. Dính ra bà, bỏ rộng đi tí ơi. Cá chảng luôn bà. Ôi dột. Ôi dính cá chảng kìa. Cá này chắc 600-700 gram bà. Ui luôn. Đảo quá. Tiếp tục bà ơi. Nó vô.
cắn hả? Kỳ đó. Vô con vịt đó vậy. Ủa nó nằm ở trong. Ờ nó nằm ở trong đây là cái lỗ này nè. Thì nó tổng tắp ra tao thấy mà. Để nó còn trống nhúc nhích thôi vậy. Hoặc cái lỗ mé ngoài hồi nãy. Cá này cũng khó nhai. Cây không. Ối, cậu chạy ra rồi. Nó nằm trong sao tự nhiên chạy ra? Chạy rồi. Đứng chắc đứng thôi nhé. Chạy rồi. Kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy video mình hay, đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ cho video mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye. Này tự nhiên trưa nay bão quá trời mưa. Giờ này mưa rất mưa có nước cả ngày. Nên thôi rút các bạn ơi.